Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Khôi Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn với thanh niên này đi quay một cái video được rất là nhiều bạn yêu cầu các bạn, đó là trốn tìm các bạn. Thì bữa nay mình dắt mấy thanh niên này qua bên cái vườn sen các bạn để quay video trốn tìm. Sao trốn tìm đây thì không? Được. Rồi thì bữa nay gia hưởng có 50 ngàn thôi bạn, thì do kênh chưa có kinh phí các bạn, thì mong mấy bạn ủng hộ nha. Ủng hộ em nhiều các bạn, chạy trốn luôn, Rồi giờ thì mình sẽ chia đội trốn nha. Giờ mình sẽ đếm từ 1 tới 3 cho thanh niên này chạy vô bắt đội nha bạn. Đây có 2, 4, 6. Đây có 8 người nha các bạn. Đếm nè. Rồi. Thì đây có 8 người, mình chia làm 4 đội, mỗi đội 2 người thì 1 đội 1 nam 1 nữ nha bạn. Giờ đếm 1, 2, 3 là chạy qua bên dì đội của nhau nha. Ai thấy tay á. Thôi giờ cho tự chọn. Tự chọn đi. Rồi hú giật nè, bắt đầu hú giật qua nha, hú giật chọn ai nè. Thôi mày muốn chung đội với bạn nữ nào trong một trong số 4 người nữ bên đây. Rồi hú nhật về đội bánh nha. Rồi hú nhật chung đội với tôi nha bạn. Rồi giờ tới thanh niên hai lớn của chúng ta chung đội với ai nè? Vi. Vi ha. Rồi hai lớn về đội của Vi nè. Về bên hai cặp nha bạn. Rồi hai nhỏ chung đội với ai nè? Quyên. Rồi hai nhỏ về đội của Vi nè. Còn hai đứa à? Vậy là đây là một cặp các bạn, còn bên kia là ba cặp đâu đứng ngoài. Đội. Một đội chứ không phải một cặp. Thì đây là một đội các bạn, đây là đội thứ hai. Rồi Vi với hai đứa đây ơi. Thì đây là đội thứ ba các bạn. Quay cái cam xíu qua chú ơi. Còn đây là đội thứ tư các bạn, thì có 4 đội các bạn. Giờ thì mình sẽ cho mấy thanh niên này là trốn từ cái phía cây cái bờ Bình Bác cái dài ra qua phía bên nha bạn. Rồi giờ to cho thời gian 10 phút đi trốn nha. Ok. Không đủ hả? Ê khoan, quên chi cam nữa, chi cam 15 phút thôi. 10 phút rồi. Ôi 15 phút nhiều quá. Giờ đợi cái điện thoại ha. Thì do anh em không có kinh phí nên dùng điện thoại đỡ bạn ơi. Chắc chất lượng hình ảnh không được tốt đâu bạn. Nè. Rồi nè. Kìa. Nè. Còn đâu nè. Có lộn đâu này, quên. Để mình lấy cái điện thoại này bấm giờ nha bạn. Rồi giờ bật cam lên đi, test cam đi, test cam đi. Hello bạn nha. Quay là chỉ cần chất lượng video nha. Mình hiểu không? Là cần dùng video có nét á, chứ không đúng nha. Quay đàng hoàng, cái người quay là người rất quan trọng á. Rồi test cam đi. Bật cam lên, mẹ hết cam. Thì trốn sai địa điểm hay là vị trí là không có được thưởng nha bạn. Rồi giờ mình sẽ bấm giờ nè. Anh Vũ lấy nét cái Vũ. Có nét chưa? Thấy chưa? Thấy. Thì giờ mình sẽ bấm giờ đúng 10 phút là mình sẽ đi kiếm mấy thanh niên nha bạn. Đi 1, 2, 3 nha. Ok. 1, 2, 3. Rồi chống đi. Ủa? Rồi. Đồng hồ chạy đúng không? Rồi ân đi khảo sát đi ân. Có đội nào quay sau đó thì ấy. Giờ mình ngồi ở đây đúng 10 phút nha bạn. Sao sầu dưới ta từ từ đây đặt cái cam này mình không có nhìn mấy thanh niên kia nha bạn. Giờ quay mấy thanh niên kia sau lưng mình kìa. Thì giờ cái cam nó chỉ chạy thôi nha bạn. Giờ mình nhắm mắt lên luôn cho công bằng nha bạn. Rồi đây, giờ nè chú. Quay em nha. Rồi ngồi đó anh, ngồi đây. Ôi mấy này cao quá. Nó cao hơn mình luôn. Đâu rồi, nhanh ra. Nó để bếp sen mình này. Này, các bạn biết gì không? Bếp sen đó. Đó, sao cứng vậy? Để thử đi. Cứng. Đây này. Đi. Thầy mình cắn cho bạn coi nha. Dạ. Nè thấy không bạn? Từ từ. Đó. Hơi bị ngon luôn á. Nó vừa ăn cũng mê. Ngọt quá. Đây nè, vô đây nè. Bây giờ mình sẽ xuống đây mình trốn nha mấy bạn.
Hello các bạn. Bây giờ Khôi sẽ đi tìm mình nhé bạn. Mình phải núp cho kỹ vô nghe các bạn. Mình sẽ núp cho kỹ vô, mình lấy giải thưởng 50.000 nghe các bạn. Giờ đang tìm nó ơi. Nó chỗ chỗ mày ơi. Chỗ này hơi lậm rạp xíu. Ai nói chuyện gì? Tưởng đâu ai? Ôi, ngồi dưới nước luôn nè. Nước không mà, kệ đi, về giải thưởng mà. Ai? Sao rồi, đủ thời gian trên camera anh? Đủ rồi. 10 phút chưa? 10 phút rồi, hơn nè. Ok bạn, thì giờ đã đủ thời gian, giờ mình sẽ đi kiếm mấy thanh niên các bạn. Giờ mình sẽ cho anh camera anh cầm theo cái cam đi thông báo mấy thanh niên kia là đủ 10 phút, giờ mình sẽ đi kiếm các bạn. Thì đội cuối cùng còn chơi trúng tiệm á thì sẽ nhận giải thưởng cho mình về là 50k nha bạn. Kệ các bạn ơi, có giải thưởng là mấy thanh niên là vui đó bạn, quay vui là chính mà. Dưới video cho bạn xem bạn, giờ anh camera để mình chỉnh cái cam cho anh camera anh các bạn. Ok bạn, thì giờ hiện tại là thời gian đã đủ 15 phút nha bạn, giờ sẽ đi kiếm mấy thanh niên nha bạn. Rồi vô đi thông báo đi, nhớ giống nãy à. Rồi anh đi đi, giờ anh Vũ sẽ đi thông báo cho mấy thanh niên kia là đủ thời gian nha bạn, giờ mình sẽ đi kiếm mấy thanh niên kia. Bạn nhìn vườn sen đây đẹp không bạn, rộng bao la luôn mày ơi. Đây có búp sen khá là đẹp luôn nè mày, có bông sen chứ, đây nè mày, khá là đẹp luôn mày ơi, quá đẹp thiệt chứ. Vậy phía trong đó mày, quá đẹp. Cầm nghe mà anh đang đi thông báo cho mấy thanh niên kia là đủ thời gian nha bạn. Ok bạn, thì video này có mấy cái khúc mà chất lượng hình ảnh nó không được rõ nét các bạn, do là mấy cái điện thoại của mấy thanh niên đó thì nó không được rõ nét bạn, nên rồi gửi qua thêm cho mình nữa. Cái video chất lượng nó bị mất các bạn ơi, nên mấy bạn xem video có bị mờ hay là chất lượng không tốt thì bạn thông cảm cho anh em nha bạn, do anh em mình chưa có kinh phí để đầu tư thêm thiết bị quay bạn ơi, mong các bạn sẽ thông cảm cho mấy anh em mình. Ok bạn, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm mấy thanh niên kia nha bạn. Giờ đi tìm thôi bạn ơi, mình giờ sẽ lội đi tìm mấy thanh niên các bạn. Thì mình có chuẩn bị thêm cái áo khoác với một cái nón tay bèo để đỡ nắng mẹ, giờ này khá là nắng luôn á. Để mình sẽ tìm gặp thanh niên đầu tiên nha các bạn. Để mình coi kỹ có thanh niên này trốn đây không nha bạn. Mấy thanh niên này nguy hiểm đó bạn ơi. Thì mình giao là cho thanh niên này trốn vòng vòng khu vực cái vườn sen này thôi bạn. Anh cameraman đang đứng đẳng kìa. Có thanh niên nào đứng đẳng không anh cameraman quay cái đó ta. Có thanh niên nào trốn ở đây không ta? Thì mình kêu anh cameraman đi qua cái vườn bên kia thông báo luôn nha bạn. Thì bữa nay mình cho mấy thanh niên này trốn khá rộng luôn bạn. Tới qua tới khu bên kia luôn mẹ, để xíu mình qua quay cho bạn xem nha. Alo, phát hiện cái quần của thanh niên nào đây? Cái quần của thanh niên nào đây ta? Cái quần của thanh niên nào đây bạn? Hình như cái quần của hai lớn hay gì á. Để đi ra, để mình đi ra phía ngoài ngoài thưa ơi, coi có thanh niên nào ra ngoài không nha bạn. Có thanh niên nào trốn đây không? Mình thanh niên không mới nghe mình nha bạn, nên nó không thấy mình. Trốn kỹ, không chừng thanh niên nó chui ra tới ngoài ngoài trốn luôn chừng nữa bạn. Anh chạm ra mà anh nha bạn, đây không rồi. Anh chạm mà anh đang đứng nặng nha bạn, tới ngay đầu tay nữa bạn. Đang lọ lại thôi bạn này. Sao không thấy nào hết vậy anh chạm ra mà anh? Sao không thấy ai vậy? Hình như nó không có chỗ này đâu. Cái này nguy hiểm lắm. Có đường xuống không ta? Để anh coi xuống được nha mày. Ô, chỗ này xuống được nè. Không chừng mấy anh em nó trốn trong đây à. Có ai trốn trong đây không ta? Liệu có anh em nó trốn trong đây không? Có anh em nó trốn đây không ta? Ủa sao anh cameraman, ê cameraman cười cười nguy hiểm nha. Đâu rồi, có anh niên nào trong đây không? Sao không có anh niên nào trong đây hết ta? Già lúng mẹ ơi. Không có anh Vũ ơi. Anh đứng bờ đi, anh đứng bờ rồi. Không thấy anh niên nào chân ta. Quay theo em nên Vũ. Các bạn thấy cái vườn sen này nó mênh mông luôn nè bạn. Nên mình khó kiếm gặp lắm mẹ. Nó gà tới ngoài có phía bên kia nữa các bạn.
Nhưng mà cháu này hiện tại mình chưa gặp thanh niên hết nha bạn. Thành cam cam anh thì đứng kế bên mình nè bạn. Để em đi vô vòng vòng trong đây. Hình xui mấy thanh niên nấp trong đây nè bạn. Để mình dạch dạch cho coi thứ bạn. Để em dạch dạch cho coi thứ nha bạn. Phát hiện thanh niên đầu tiên, Phú Nhật. Phát hiện Phú Nhật đầu tiên nha bạn. Rồi Phú Nhật bị bắt đầu tiên nha bạn. Ủa nãy giờ chú này hả? Nãy giờ kiếm không gặp luôn. Nãy mình kiếm mình đứng bên đó bạn, Hữu Nhật đứng đây mà mình kiếm không gặp bạn. Rồi vậy là Hữu Nhật bị đội đầu tiên, đồng đội Hữu Nhật trốn hả? Rồi vậy Hữu Nhật về điểm tập kết ha. Ok, vậy là Hữu Nhật là người bị đội đầu tiên nha bạn. Thanh niên Nhật đứng ó nằm ở trong đó mình kiếm không gặp bạn. Núp nằm dưới luôn mà. Bởi vì mấy thanh niên này khó kiếm lắm bạn ơi. Nãy đảm bảo anh Trâm anh thấy nè, thấy cười cười nè. Phải không? hàng gì hay lắm anh, được lắm. Vậy em sửa lên sao thôi mà quên các bạn, chơi trốn tìm các bạn đâu có chỉ được đâu. Vậy là cái giường đầu tiên mình kiếm được một thanh niên các bạn, là đội Hữu Nhật, là Hữu Nhật với bạn Tươi đó bạn ơi. Mà Hữu Nhật bị loại gì, đội Hữu Nhật còn mình Tươi nha bạn. Vậy là hiện tại còn 7 người chơi các bạn, gần 10 phút mình tìm được một người. Khó thiệt. Hữu Nhật trông kỹ quá bạn. Giờ mình đi vô phía trong trọng nha bạn. Ok bạn, thì giờ mình sẽ lên trên này kiếm qua cái vườn khác nha bạn. Tại chỗ này rộng lắm bạn ơi. Rồi đi theo em đi cam man ơi. Vì không biết có thanh niên là trốn với đây không ta. Chỗ mình dặn thanh niên là chỗ nào có sen có được trốn nha bạn. Với cặp mé nè bạn ơi, chứ không được trốn xa đâu bạn. Trốn xa quá mình với anh cam man không có thể kiểm soát được đó bạn ơi. Bạn, nãy giờ mình trốn đây mà không lấy cái bắp sen nè. Nãy giờ ở trên đây nè. Mình thấy nó như vậy nè. Mình nhìn qua lại mình mới thấy. Để mình bẻ mình ăn. Đó. Bắp này hơi nhỏ. Từ cái mình cắn nha. Nhìn thấy không? Nhìn nó đắng mày ơi. Từ từ. Kiếm gì kê rồi chứ. Không có gì kê chứ. Đại đi. Thôi, hột hơi bị bự luôn. Nè. Đó. Để thấy nhịn không? Nó đắng ngát. Cắn rõ cái. Ừ, nó ngon. Nhà này hơi giả mẹ ơi, không bằng cái nãy nó ngon, nó non. Để mình cho bạn coi. Được, để xíu. Này, cái nhị nữa nè. Thấy không? Một xíu à. Bỏ đi. Mình cái trắng trắng này được. Giờ cho ăn khói đi kiếm đi, mình ngồi mình ăn được rồi. Khỏe lắm. Mình ngồi mình trốn rồi mình ăn là mình có tiền rồi. Đâu cần làm gì đâu. Mình nghe ai đi. Có anh niên nào chỗ này không ta? Nãy giờ mình vẫn chưa tìm được bạn nữ nào luôn nha bạn.
Ok bạn, thì sau một hồi lội vòng quanh hết nguyên cái khu bên đây, mình không có phát hiện thanh niên nào nha bạn. Giờ mình sẽ quay về kiếm kỹ hơn bạn ơi. Giờ mình sẽ lội cái chính giữa đó luôn các bạn. Nó nhỏ nhỏ thôi mấy niên nó nghe bạn ơi. Nãy giờ mình vẫn chưa tìm được bạn nữ nữa các bạn. Trông kỹ thế nha. Mình đi không phát hiện dấu vết gì luôn bạn, chỉ phát hiện dấu vết và cái quần của Hai Lớn thôi. Nhìn cái quần là biết quần của Hai Lớn thôi bạn. Cái đôi dép của anh thiên nào nữa đây à? Đây nè, đây nè, phát hiện cái thanh đôi dép này của ai ta? Đôi dép này của hai nhỏ nè, đảm bảo. À, phát hiện đôi dép của hai nhỏ. Vậy là anh thiên nó đâu đây nè? Tìm kỹ kỹ xíu bạn ơi, nguy hiểm lắm á. Ok bạn, thì giờ mình sẽ bỏ dép ra chinh chiến cái khu trên đây đâu nha bạn. Nhưng mà trước khi chinh chiến khu dưới đây mình cho các bạn xem đây nè. Bỏ dép ra trước đi. Bạn thấy thanh niên ở trong đây không bạn? Kỹ lắm nha bạn, giờ mình sẽ mở rồi thanh niên nha bạn. Thằng nào đây? Hô! Bắt được Hải Lớn nha bạn. Hải Lớn, bữa nãy giờ chui đâu có nhẹ bên máy hết vậy? Đứng nãy giờ xuống đây nha. Đúng rồi đó. Rồi lên đi vậy. Ồ. Rồi vậy là Hải Lớn là người bị lỗi thứ hai nha bạn. Sao nãy giờ trốn dưới đây hả? Mé gặp mé rồi quá. Đúng rồi. Hèn gì nãy giờ mình chứ không gặp luôn vô. Ghê thiệt. Dưới nước chịu hết nổi này lên bờ trốn. Nãy đưa cam cho Vy hả? Ừ. Sao có thanh niên nào trốn đây không chỉ rồi? Không biết hả? Hai nó giỡn cho mình chơi Fair Play phải không? Okay. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ rồi dài về điểm tập kết đi nha Hải. Nhật đen đẳng á. Nhật bị bắt rồi. Giờ mình sẽ bỏ dép ra đẳng đi kiếm luôn nha bạn. Vậy là cặp mé này hên xui còn người đó bạn ơi. Hai Lớn hỏi nó gian mấy cái lá luôn nữa bạn. Kìa nó tè nhìn không ra luôn á. Ok bạn, thì giờ mình sẽ xuống cái khu này kiếm nha bạn. Nãy mình đã kiếm khu này rồi, được khu Nhật bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ dưới đây vẫn còn mấy thanh niên này dưới đây nha bạn. Giờ mình sẽ quần luôn nha bạn. Mình hiện tại đã bỏ dép ra bạn ơi. Vô chơi khô máu mấy thanh niên này luôn nha bạn. Mình vô bường hết. Không chờ thanh niên nào trong đây hết. Nãy giờ mình vẫn chưa tìm gặp bạn nữ nó hết nha bạn. Mấy bạn nữ chúng ta ngày hôm nay trốn khá là ghê á. Không lẽ dừng sen gì mà mấy thanh niên nó dám chui vô chỗ sao bạn? Mấy bạn, mấy thanh niên nó dám vô thì mình dám vô trốn thì mình dám vô tìm thôi bạn. Có gì đâu mà sợ đúng không? Để mình đợi đầu đẳng có cái đường vô bạn ơi. Mình sẽ cố gắng quay 50k nha bạn. Thanh niên này gần tới mình nha. Mấy này trông kể dư trời. Ghê thiệt. Mấy có quần dài vô kiếm trong đây rồi. Mấy này cười đắc ấy dữ hả? Mình phát hiện thanh niên nào dưới đây nè. Ai hai nhỏ nha bạn. Bạn nếu mình giao thì cái bờ này đi, thanh niên ra nằm trên bờ luôn, bởi vì mình đâu để ý đâu bạn. Vậy là hai nhỏ, là ba thanh niên này, hai nhỏ, hai lớn với Hu Nhật đã bị lội nha bạn. Vậy là còn ba người ba đội đã bị lội bạn ơi. Vậy là còn mỗi đội một bạn nữ với cái đội của đội Trường Quy chưa ai lội hết nha. Nằm đây ngứa muốn chết các bạn ơi, chín đắng nữa. Nằm đây đã vợ hả? Chết nữa. Nãy giờ tao tính đi vô mà ngoài kia không có đường đi vô. Có đường mà ngoài vô đâu có sụn, đâu có đúng đâu. Còn thanh niên trong đây nữa không ta? Hết hả? Ừ. Hết lắm rồi hả? Đừng tin thanh niên nữa bạn ơi, vô kiếm đi. Muốn công nữa bạn. Ok bạn, thì sau một hồi quần bên đây thì mình phát hiện được thanh niên hai nhỏ trốn thôi mấy bển nha bạn. Vì là hai nhỏ nè bạn, Hu Nhật với hai lớn đã bị lội nha bạn. Giờ sẽ quần tiếp tục mé bên đây nha bạn, cái vườn sen khá là rộng luôn á. Để có thanh niên nào trốn nào. Mấy bạn nữ ngày hôm nay trốn quá kỹ các bạn ơi. Nãy thì mình vẫn chưa kiếm được bạn nữ rồi đó bạn. Mình bắt được ba thanh niên nam rồi. Có bạn nào đây không? từ có thanh niên này trong đây nè bạn, trong đây nè bạn, trong đây nè, 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 đây
hình như là một bạn nữ cái gì á. Đây lội vô nha bạn. Rồi vậy là tôi bị lội, tôi với bạn nha bạn. Tôi bị lội, tôi bị lội. Là đội của Nhật bị lội nha bạn. Rồi anh Vũ vô dắt tôi ra Vũ ơi. Camera anh vô tiếp tôi ra. Vậy là tôi bị lội nha bạn. Đội của Nhật bị lội luôn bạn ơi. Đạp cái đường cho tôi đi ra đi anh Vũ. Ok bạn, thì mình mới phát hiện đôi dép thanh niên nào đây nè bạn ơi. Đây mình phát hiện đôi dép của thanh niên Quy nè bạn. Vậy là thanh niên Quy trong đây không đâu xa đâu. Biết rồi, đôi dép của thanh niên Quy nha bạn. Giờ mình sẽ vô đây kiếm bạn ơi. Vô quần luôn nha. Thấy đường rồi. Mày xác định rồi Quy ơi. Thừa ơi, cái đường ở đây nó lội bấy hết luôn nè. Lội bấy đường hết trơn luôn nè bạn. Người bé sen luôn nè. Cái đường này hình như lội đường này đường lối ra. Đúng không ta? Cái đường này hình như đường lối ra bạn ơi. Quy rồi ta, kiếm thứ ơi. Thanh niên Quy trốn kỹ vậy. Ok bạn, thì nãy giờ mình đi vòng vòng khu này không thấy thanh niên nào hết trơn nha bạn. Nhưng mà có một cái bạn, mình đi tới đây thấy điều bất thường nha bạn. Tự nhiên sao cái chỗ này tự nhiên ai bẻ sen, bẻ gì mà bẻ cây, bẻ cối gì lên cục nữa bạn ơi. Từ từ. Chắc này chắc thanh niên Quy quá hay là bạn nữ nào đây. Từ từ các bạn. Để mình coi cái dốc dáng. Để mình coi cái dốc dáng này. Cái dốc dáng này hả. Này chắc bạn Quy quá ta. Thôi bạn nào ra lộ diện lên. Từ từ. Nè để coi. Quyên Quyên trốn ngay vị trí này các bạn. Vậy là Quyên bị lỗi bạn ơi. Quyên lỗi hai nhỏ à. Đạp cái gì? Đạp lên cái chân. Ủa? Có sao không? Có sao không? Hồi nãy không biết luôn á. Ủa? Nãy em đạp em có biết không ta? Vậy bạn đi cái đường này Quyên sát bên à. Vậy là Quyên của đội hai nhỏ rồi nha bạn. Vậy là đã có hai đội bị lội, là đội của Hữu Nhật với đội của hai nhỏ bị lội nha bạn. Giờ tiếp tục vô đây kiếm bạn ơi. Đi bạn lội vô đi Quyên. Vậy là đây ở đó mấy người ơi. 4 5 với là còn 3 người nữa. Vậy là còn Phương Anh, Vi với Trường Quyên nha bạn. Từ từ. Mình thấy điều gì bất thường nữa bạn ơi. Tại vì chỗ này có một chỗ người nằm nè. Anh Vũ, đúng không? Chỗ này có người nằm nè. Đâu? Anh Yên nằm ở đây ăn sen luôn nè. Vậy thằng Quy này không ai hết trơn á. Thấy cái đường lội này nè. Dí nó. Mày chạy đâu cho thoát. Từ từ thôi mất dấu á. À, cái đường lội bên đây. Mày xác định. Mấy bạn thấy cái đường lội không bạn? Rồi mày xác định rồi Quy ơi. Trường Quy phát hiện nha bạn. Rồi Trường Quy bị lội. Trường Quy đội Phương Anh đúng không? Rồi Trường Quy còn Phương Anh nha bạn. Chỉ là còn hai bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay nha bạn. Chung kỹ chứ hả. Nãy giờ lội muốn giáp khu này luôn rồi đó. Rồi giờ mời Trường Quy ra điểm tập kết nha. Mấy anh đi nó cười các bạn ơi. Giơ tay lên bé ơi. Nãy bạn biết sao nãy giờ kho kiếm không được không? Tại mình tắt định vị. Giờ mình mở định vị để kho kiếm được á. Giờ lẹt luôn rồi. Rồi có được vàng, có được vàng. Tại nãy mình mở định vị lên kho mới kiếm được mình. Thôi dễ mà kho kiếm được. Ok bạn, thì mình đi tới đây tiếp tục phát hiện một cái đường đi nữa nha bạn. Để có thanh niên nào sẽ trốn ở đây này, bạn nữ hay là bạn nữ nào nha. Nhưng mà bên đây cái đường bạn nữ nó chắc nhỏ xíu à. Hay vô. Cái đường đi chút ép à. Cái đường qua đây nè. Ok bạn, thì mình đi cái chỗ này mình cho bạn xem nè. Chỗ gì nữa bạn. Từ từ, cỏ rồi nha. Cỏ gì nè bạn. Đây nè bạn, ổ gì 4 trứng nha bạn. Ổ gì anh Cam anh. Cỏ chim về giữa ruộng sen luôn nha bạn. Ổ gì không biết nữa ha. Chắc này ổ cò quá. Ủa mà cò đâu phải trứng này đâu.
Cò trứng trắng. Trứng này trứng con gì á? Ha. Con gì nữa. Ừ, không biết con gì nữa. Mà thôi giờ tập trung đi kiếm nè. Giờ quay lại đi, cho nó không có không? Ok bạn, thì sau một hồi chết ba cái kiểu rồi đẻo thì có một người trốn sai vị trí, đó là Vi nha bạn. Vi trốn trong bờ lá không chỗ người nghe bạn. Nên Vi bị loại nha bạn, chỉ là đội của Phương Anh giành chiến thắng. Phương Anh đội ai vậy? Phương Anh đội ai? Phương Anh đội ai? Vậy là Phương Anh đội Trường Quy nha bạn. Phương Anh ơi ra đi, Phương Anh ơi, thắng rồi Phương Anh ơi. Đồ sát bên luôn. Khoan khoan khoan, đứng đó đi, đứng đó đi. Chỗ nào vậy Phương Anh? Đừng nói nãy giờ đi luôn nha. Có cầm cam không? Xong đưa cam cho mấy bạn nữ cầm trời. Trốn trong đó nữa hả? Thôi đi ra nè. Vậy là đội của Phương Anh giành chiến thắng nha bạn. Xe như đây thì bao la luôn bạn ơi. Nè ra đi. Còn có một chiếc vậy? Còn chiếc đó nè, mang dép luôn. Không mang được á. Ôi đứt giò. Mấy bạn nữ trang bị đầy đủ áo tay dài, quần dài, sao bừng kẹp mình, sao mình bừng kẹp bạn. Vậy là đội có Vi ở lộn Huy với Phương Anh thắng nha. Giờ đi vô các bạn ơi, rồi tổng kết sao nha bạn. Ok bạn, thì bữa nay anh em đã quay xong cái video chúc đẹp cho rất là nhiều bạn yêu cầu nha bạn. Thì cái đội chiến thắng hôm nay bước lên này, bước lên đây à. Xin mời. Thì Trường Quy với Phương Anh chúc đẹp thắng nha bạn. Sao Trường Quy có cảm nghĩ thì sao chơi game này? Vui. Ủa, không cảm nghĩ, cảm nghĩ kìa, cảm giác, cảm thấy sao? Hơi mệt. Hơi mệt sao? Thì nghe cái chỗ này sen nó khứa tay hơi nhiều các bạn. Thì Phương Anh là người trốn còn cuối cùng là thấy sao? Thấy hơi bị mũi chích. Mũi chích hả? Trong nay nhiều mũi lắm hả? Đúng rồi. Nắng không? Nắng. Vậy là giờ trao giải thưởng luôn nha bạn. Có 50 cành là làm gì Quy? Video này hay, đừng quên tới lại cho em một like nha bạn. Một like, một đăng ký nha các bạn. Một chia sẻ nha các bạn. Nhớ nhấn cái chuông nha các bạn. Còn giờ thì anh em xin chào tạm biệt các bạn. Bye.